Vâng, đúng rồi nhỉ. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải cho trước mới được, được cho nhé. Được chưa? Không được quát con. Không, chú bảo vệ nói nghe tiếng ấy. Con cho con heo xanh ăn. Ừ, con giúp con à. Con cho con heo xanh ăn đi nào. Không nó đói gì à? Nó không đợi con một chút mà. Thôi nhiều tiền nữa này. Con lấy lại nha. Nào con cho nó ăn đi. Nó kêu đói gì à? Ép kêu đói gì à? Rồi con cho nó ăn nha. Hãy đúc.